giờ tôi không biết nói gì, giờ nhờ mạnh thường quân giúp đỡ cho con tôi đó, đừng có đi tái khám rồi chứ bệnh giá trời giá phạt trong khu bác ra có thương mình phải cứu giùm con tôi. Bây giờ thằng rể nó có người khác, tôi muốn bỏ con tôi bơ vô một mình nhờ sớm lối sớm lắng nghe thân mà cái tôi cũng nghèo không có tiếp phụ gì cho con được đó. Hết biết là không biết làm nói nữa, không biết con nó mình giờ làm sao nữa, còn hai đứa nhỏ á. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì Ngôn đang có mặt tại Vĩnh Long quý vị khán giả. Và tại nơi đây thì Ngôn có biết được là một người cô cũng như là một người bà nè quý vị khán giả cầu cứu cho người con của mình, người con gái của mình. Dạ. Bà ngoại cho con hỏi thăm nè, ngoại cầu cứu cho con gái ngoại làm sao vậy? Con gái ngoại làm sao mà cầu cứu? Bệnh mà nằm bệnh viện không có tiền, anh mới cầu cứu hay là nằm viện không có tiền. Mạnh Thường Quân á, mấy cô chú Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho con gái. Rồi con gái ngoại chồng có chồng đâu? Chồng đi theo dân nhỏ đấy. Trời ơi trời. Nhưng mà là căn nhà này hả ngoại? Rồi sao con thấy căn nhà này lớn vậy? Thì hồi đó tụi nó tự cất á, rồi rồi giờ nó bỏ mấy mẹ con nó đi lại vợ nhỏ nó ở rồi. Còn cái căn nhà này là của con gái ngoại hay là của con rể? Của con rể. Chưa phải là của con gái ngoại hả? Coi như là ở vậy thôi. Cho ở gì thôi. Không có gì. Không cho ở thì tính tiếp. Chàng ơi chàng. Rồi ngoại cho con hỏi thăm nè, ngoại năm nay bao nhiêu rồi? 72. 72 rồi. 72 mà còn lội đi bán giấy số nữa. Không đi bán rồi, đâu có gạo ăn. Chàng ơi chàng. Dạ, tôi yên dạ. Thì để tìm hiểu về lời cầu cứu của một người bà cũng như là người cô quý nhân dạ, năm nay đã ngoài 70 rồi, cầu cứu cho cô con gái của mình và cái câu chuyện là như thế nào, thì để hiểu rõ hơn thì ngay bây giờ Ngôn xin mời quý nhân dạ cùng gặp gỡ và trò chuyện với ngoại và thêm một người cô con gái của ngoại nữa để mình biết rõ hơn về sự việc nha. Được rồi, ngay bây giờ thì xin mời quý nhân dạ cùng bắt đầu tiếp tục theo dõi video ạ. Bà cho con hỏi thăm nè. Rồi bà bán giấy số như vậy là một ngày là bán được bao nhiêu tiền? Bán ngày được 120 tờ. 120 tờ hả? Là nhà bà nghèo hay sao? Nhà thì có nhà nhưng mà không có ăn. Yes. Phải đi kiếm ăn. Cái này là con gái của cô, của bà ha? Dạ. Ổng thì ổng mất rồi, rồi có mình đi kiếm ăn. Bà cho con hỏi thăm nè, cái câu chuyện của con gái của bà đó, bà cảm thấy như thế nào? Bây giờ thằng rể nó có người khác, tôi muốn bỏ con tôi. Bơ vô một mình nhờ sớm, lối sớm lắng nhìn thôi mà. Cái tôi cũng nghèo, không có tiếp phụ gì cho con được đó. Là bà buồn con rể bỏ con gái của bà. Nhưng mà con nghe nói là con rể của bà có trúng số, không lẽ không cho tiền con gái của bà giống như là đầy đủ sao? Thiệt không? Tại ngày hôm nay con quay nè, nếu như mà anh có cho á mà mình nói không có cho thì tội anh. Nên mình nói cho đúng nha, là anh không lẽ không chia sao? Của chồng công vợ không lẽ không cho đôi 300 triệu sao? Không nhiều là có cho không chị?
Không có nói trúng số, nhưng mà nói là hốt hụi chết nhà thôi, chứ không có là nói trúng số. Nhưng sao chị biết là anh Ta trúng thì số? người ta nói thì trúng, mà ông không nói mình đâu có biết. Rồi cuối cùng bây giờ anh có nói cho chị biết là anh trúng chưa? Không, không có nói, mà nói là chơi hụi rồi hốt hụi chết nhà thôi, chứ không có nói là trúng số. Nhưng mà chơi hụi gì mà đâu mà có tiền, mà chơi hụi làm gì Như đủ tiền cất làm đó nhà. là được 10 triệu rồi làm 10 triệu, 5 triệu làm 5 triệu, số nhà này làm lâu lắm, làm 6-7 năm mới mua xong cái nhà. Rồi cuối cùng là bà con ở đây là người ta biết chồng chị là trúng số. Người ta thì người ta nói trúng thì mình thì mình không biết, nói, tại ơi ổng không có nói mình không biết, nói là ổng chơi hụi thôi. Rồi chồng chị nói với chị là chỉ là nói là chơi hụi thôi. Làm thì 5 triệu 10 triệu làm cái nóc trước, xong rồi sẽ tới miếng dách, rồi tới xây miếng nữa, vậy đó là tới mấy năm trời mới xong cái nhà. Rồi bây giờ cái câu chuyện đó là nghe mẹ của chị nói đó, là anh bỏ chị rồi hả? Giờ không có người khác rồi. Trời ơi trời, có người khác rồi. Rồi coi như là mình xong xuôi hết rồi, mà nay nó ở hết rồi, anh không còn quan tâm gì đến chị nữa, Mình nuôi con mình thôi. là chị phải một mình nuôi con. Thí dụ như lời bà con nói là thật đi, chẳng lẽ ảnh không thừa lại cho chị vài trăm triệu để nuôi con sao? Không có, mình cất nhà lên này cho con cái đồ ở về thôi, chứ ông cho tiền cũng như đưa tiền như cá mắm này nọ thôi, chứ cũng không có cho nhiều. Nhưng mà khi chia tay á thì tòa sẽ giống như là giải quyết là chia ra làm hai, có nghĩa là của chồng công vợ, thì như vậy rồi tòa thống kê là được bao nhiêu? Không có nói là chia, tại vì em thì em nói là để cho con, không có ai được lấy ở nhà hết, để lại cho con. Rồi ổng thì ổng có người khác thì ổng ở ngoài. Rồi giờ cấp trước thì em ở nhà trọ, rồi sau này thấy mình ở nhà trọ con mình thấy tội quá à, mới về đây ở. Có nghĩa là chị ra đi với bàn tay trắng luôn đó, là dành dụm được bao nhiêu hai vợ chồng, coi như là của chồng công vợ đó, là khi ra là chị không nhận được gì hết. Làm sao có câu chuyện đó, không lẽ tòa không giải quyết sao? Rồi mấy có nó nhà này thì mấy ra thì nó lâu lắm, lâu lắc lắm mà mệt mỏi lắm, có nhà cự lộn hoài, sao mình cự nổi, còn đi ra mình ở nhà trọ mình làm ăn cho nó tệ. Rồi bây giờ coi như là chị, là nói chung là bây giờ là coi như là chị không có số tiền nào hết, từ ảnh cho hết, là tự một mình chị là nuôi con là bao nhiêu năm nay? 6 năm Là coi như là một mình chị lặn lội nắng mưa để lo cho con. lúc nào mà đói đế mà không có tiền dữ lắm á, xin thì ổng mới cho, còn lúc nào mà mình thấy vui chảy được thì nếu hổng đi bệnh viện gì à, ta cho tiền rồi đóng tiền học đâu có đủ đâu, mới xin ổng 1 triệu mới cho tiền. Giờ chị điện chị xin ha. Mấy đứa nhỏ này xin đó, cái em thì không có xin, nói còn thiếu tiền không đủ rồi mới cho. Là hiện tại bây giờ là chị cơ thể chị như thế nào rồi? Như giờ bác sĩ còn kêu tôi tái khám hoài hoài đó. Ngoại ngoại cho con hỏi thăm nè, là ngày xưa ngoại lựa hay gì? Không có. Mà hồi hồi đó tôi nói thôi con ơi, mình ở giường kiếm theo ở giường đi, tụi nó đi ra ngoài đây nó bán
nó bưng nước cho người ta đó, gửi gặp chứ không có lựa chọn hết đó. Tự chị lựa anh chị, tự con gái của ngoại lựa anh, ngoại không có lựa gì hết đó. Là cũng làm ăn đồ cũng nhưng mà ngoại biết trước hay sao mà ngoại nói như vậy? Không có, bị mình thấy nó giàu, nó thấy nó cũng ăn mặc đồ sang trọng, đồ nó làm có ra tiền, còn con mình nó thì không có ra tiền, ở trong vườn không à, cũng có làm gì ra tiền hết á. Mà ngoại khuyên rồi mà con gái ngoại không nghe ha. Rồi nó ở ngoài đây đó, rồi nó đi làm mướn cho người ta, rồi nó gặp đó. Rồi sao bây giờ chị không về ở với ngoại đi? Tại vì mấy đứa nhỏ này nó học ở đây nè, mình phải ở đây mình làm mình nuôi đó. Cứ chăm ngoại thì chỉ chăm nuôi mà có tiền mới chăm nuôi được trong vườn á. Chứ trong vườn mà không có tiền thì đâu có làm gì được. Xa. Ở đây mình đi làm mướn rồi hàng ngày đó. Rồi nó giờ được. Ở đây như vậy rồi chị ở được không? Được, không như giờ ở đây. Anh có để cho ở không? Cho ở nuôi mấy nhỏ mà. Còn bên đó thì anh được ở. Bên đó thì nói chung mình cũng qua lại được, mà ở nhà sau này thường hơn. Đó để đồ. Thưa quý vị khán giả, một cái câu chuyện nó quý vị khán giả. Có nghĩa là cô vợ này nè, cũng như là cùng với chồng của mình, thì ngay từ lúc này những ngày đầu á, là người mẹ của chị nè, thì là bà ngoại á, là cũng đã biết được á, là trẻ không đi được đến đâu, coi như là bà ngoại biết được là coi như là không yên mắm đó quý nha. Vì bà ngoại nói á, là con của ngoại á, thì ở trong giường không có làm gì ra tiền quen rồi, còn bây giờ gặp một người mà lịch sự cũng như là bảnh bao mà làm ra tiền đúng không nhá, thì ngoại nghĩ rằng là sẽ không có hạnh phúc với nhau. Nhưng mà sao ngoại nhìn người hay vậy? Không có bị thấy mình có tiền bạc nhiễu rồi mình nữa, thì tối ngày không có được 20.000 nữa, rồi mình ở nhà rồi không thôi. Giờ vậy không được con ơi, nó mình có tiền đấy con ạ. Coi như là con rể của ngoại có một số tiền lớn rồi, xong rồi có vợ mới luôn, rồi bây giờ là con gái của ngoại thì đang ôm trong người giống như là những cái triệu chứng là về gan hay gì chị. Rồi bây giờ rồi sao chị đi làm nổi? Cũng nghĩ chừng tháng tháng mấy rồi thấy khỏe mình đi lại chứ. Nhưng mà khi mà chị dừng chân lại á, thì tiền đâu mà lo cho hai đứa con đi học? Bây giờ chị còn tiền không? Rồi khi vô viện rồi chị làm sao? Mà đây thì nhờ cô bác có cháu đi xin hả? Là chị phải đi xin từ người như vậy để kiếm tiền nằm viện hả? Có người tự xin dùm dùm lắm, người ta đi xin dùm, người ta đi xin dùm chị hả? Trời ơi trời, mà tự xin dùm. Nhưng mà em nghĩ rằng người chồng á, không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ, không lẽ để giống như là nhìn chị không có tiền vô viện sao? Mất mà bấm nói là 7 triệu. Mà anh định viện em nói em không có tiền, rồi bác sĩ cho đóng ít lại, rồi ở dưới này là ổng gửi lên cho 2 triệu. Mình tránh được 3 triệu là đóng 5 triệu rồi, còn thiếu 2 triệu. Chứ 2 triệu rồi con nhỏ dâu nó về nó nói nó gầy ổng đi mượn hay là tiền của ổng thì không biết, ổng gửi xong cho 2 triệu. Như vậy là người chồng cũng có hỗ trợ cho chị mà.
Nhưng mà bác sĩ nói chị sao rồi? Nói bị viêm cấp tính với bị loét dạ Là tốn khoảng bao nhiêu tiền nữa mới gọi? em cũng không biết nữa, mỗi lần bữa hổm đi khám là 2,5 triệu, mà không biết bây giờ người ta cho mình mấy tháng nữa không biết, lên là Sao ngoại? bắt đầu nó xét nghiệm lại nó mới cho mình biết mấy tháng. Rồi giờ sao ngoại? Không biết gì là ông nói nữa. Ngoại có tiền không? Không có đi bán cho sớm để dành mua gạo ăn. Tiền ngoại bán cái số ngoài để dùng tiền mua gạo ăn. Giờ con gái vậy rồi ngoại không có cách nào hết trơn. Ngày hôm nay nè, mấy anh em con ghé thăm gia đình nè, thì cũng thăm con gái của ngoại nè. Ngoại có lời gì muốn nhờ quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân đó hỗ trợ giúp đỡ gì cho ngoại không? Ngoại nói lên đi cho bà con người ta biết. Giờ tôi không biết nói gì, bây giờ nhờ mạnh thường quân giúp đỡ cho con tôi nó hết bệnh đi, đừng nó đi tái khám tôi chết bệnh. Mình ơi, mà nhờ quý vị hỗ trợ giúp cho con của ngoại có tiền để đi tái khám ha, để hết bệnh ha. Khi mà mình nhìn con mình nó như vậy á ngoại, mà mình không giúp được đó, rồi trong lòng ngoại cảm thấy như thế nào ngoại? Rồi dữ lắm, giá trời giải phạt cho cô bác và có thương mình sẽ cứu được con tôi. Là ngoại sầu trời thắng Phật, là hàng điên luôn hả ngoại? Lúc ăn hàng nướng luôn, lúc cho con cũng nó có sáng mạnh. Thương ngoại quá, cái gì giả một người mẹ về giống như là về tuổi về xế chiều nguyên nhá, lo lắng chăm sóc cho người con cả một đời rồi, dựng vợ gả chồng xong rồi cứ tưởng đâu là sẽ được giống như là có một chút gì đó gọi là hạnh phúc nguyên nhá, nhưng không ngờ ngày hôm nay người mẹ này lại một lần nữa cầu cứu để giúp đỡ cho người con mình nữa nguyên nhá. Càng mỗi khi mà ngoại nhìn thấy con gái ngoại khóc á, vì không tiền á ngoại, lúc đó ngoại nghĩ về điều gì ngoại? Biết là không biết là không nói nữa. Ngoại có mấy người con Có hai đứa rồi sao ngoại không nhờ người con kia? không thể phục vụ nghèo nữa. Vì mình nghèo quá, gã cũng nghèo quá mà đâu có gả chung với ông được, người ta không có chịu, người ta thấy mình nghèo người ta đâu có chịu. Ngoại sợ không? Sao Ngoại sợ điều gì? không biết con nó bệnh rồi làm sao nữa, còn hai đứa nhỏ á. Thôi bây giờ như vậy đi, ngày hôm nay á nói chung á là mấy anh em con cũng đã gặp được ngoại cùng với người con gái của ngoại và cũng nghe được lời cầu cứu của ngoại, cầu cứu giúp cho cô con gái của ngoại, thì ngày hôm nay mấy anh em con sẽ gửi cái đoạn video này lên để cho quý vị khán giả nè, nếu mà ngoại và con gái của ngoại á được quý vị khán giả thương nè thì hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ cái video nè để cho cái lời cầu cứu của ngoại á được lan tỏa rộng, sớm ngày đến được với quý mạnh thường quân, và biết đâu được là mình con cũng cầu mong sao cho phước phần của con gái của ngoại á hữu duyên để gặp được quý mạnh thường quân nha. Nhưng mà ngoại yên tâm nha,
nghe, đừng buồn nữa nha ngoại nha. Đi ra mọi cửa là con đây, không biết nói gì nữa. Mà nhìn con mà ngoại không biết nói gì chứ. Hồi nãy sao con thấy ngoại đi vô rồi cái ngoại lén ngoại quay qua ngoài ngoại khóc vậy? Thấy mấy cậu luôn chứ mà không biết cái gì. Rồi thấy không? Trời ơi, không biết cái chuyện gì nữa. Sao sao đầu tiên hả gì? Sao ra đầu tiên nữa. Thôi ngoại yên tâm ha, để mấy anh em con cố gắng, cố gắng ha. Dạ con trai. Cho chú hỏi thăm nè, sao nãy giờ ngồi ở ngoài á, rồi nghe bà ngoại với mẹ con nè nói chuyện với mấy chú á, rồi sao tự nhiên chú thấy con khóc vậy? Thấy buồn vì sao? Tại mà con từ sổ con học tới bây giờ cha cũng mới phụ được gì. Chứ vậy con không biết thôi. Chính rồi, ý nghĩ con nghĩ gì cứ nói cái sự thật xong thêm thôi. Thêm mình quá. Trước giờ con không từng hay biết là mẹ con phải vất vả nắng mưa khi sớm để lo cho hai chị, hai anh em con là đầy đủ như vậy hả? Dạ, con cũng có biết là mẹ con đi làm mà mẹ không có nói con là làm cái gì. Nhưng mà con có biết rằng là mẹ trông giống như là mẹ nếu mà không nằm viện thì sẽ như vậy không? Dạ. Mà mẹ cố gắng, mẹ không nằm viện để mẹ làm, mẹ lo cho con với em. Trong ngày hôm nay con mới biết được, trước giờ con không hề hay biết. Cho chú hỏi thăm nè, rồi ngày hôm nay con biết được là những khó khăn của mẹ mình đó đang phải gồng gánh trên vai như vậy mỗi ngày á, rồi bây giờ con cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy hơn nhà con. Con có trách con không? Trách sao mà kể chứ con nghe thôi. Trách tại vì đó giờ con cũng nghe là mẹ vậy. Chú gì không dạ? Một người mẹ quý ra gồng gánh cũng như là cố gắng chịu tất cả mọi chuyện luôn quý nha, không hề cho con của mình hay biết luôn là mỗi một ngày. Nhưng mà nếu mà chị không đến viện để mà nằm quý nha thì nó sẽ càng ngày càng trở nặng thêm. Nhưng mà chỉ vì là không đầy đủ tiền để mà lo cho hai người con của mình mà người mẹ này đành phải cố gắng lướt qua mỗi ngày để chăm sóc lo lắng cho hai đứa con của mình. Quý vị khán giả, khi mà quý vị khán giả mình nhìn vào hai người con thì quý vị khán giả mình theo như con nghĩ thì chắc quý vị khán giả cũng biết được là hai người con đủ đầy như thế nào. Chú nghĩ rằng chắc mẹ con không có để hai anh em con phải giống như là nhịn đói bữa nào hay là ăn thiếu bất cứ món gì đâu nhé. Sao chị không nói cho hai cháu biết chị? Để hai cháu nó phụ giúp. Chị ôm vô trong lòng như vậy rồi hai cháu không hề hay biết gì đâu. Sao vậy? Sao chị giấu con vậy? Nó đâu giúp được gì, nó còn nhỏ mà nó đâu có làm. Hai cháu có thể mỗi khi mà đi học về nè, có thể là đi bán số, hoặc là có thể là đi phụ quán, bưng cà phê đồ này nọ kia, cũng kiếm thêm cho chị có tiền để nhập viện. Sao chị không nói? Theo như em nghĩ rằng con trai chị chắc biết hết đó. Nhưng mà tại chị không nói là nếu mà ngày hôm nay cháu nó biết rồi thì em nghĩ rằng kể từ đây về sau chắc cháu nó biết cách để mà giúp chị á. Chàng ơi chàng, nếu mà chị cố gắng như vậy rồi trở nặng rồi lại càng khó thêm nữa đó. Bây giờ bác sĩ kêu là chừng nào nhập viện? Mười mấy ngày nữa lên tái khám. Mười mấy ngày nữa. Mà bây giờ không còn tiền trong người. Đóng tiền là cho hai đứa nó trần.
đóng tiền học cho hai đứa hết rồi. Con trai, cho chú hỏi thăm nè. Mỗi khi mà con đi học về á, rồi cái lúc mà con ở nhà là con thấy mẹ đi làm về á, có khi nào mà mẹ vừa về đến nhà cái mẹ ngồi nghỉ không? Có khi nào không thấy? Mẹ nó đi làm là lúc đó là tầm chiều không mới về, mà lúc đó mẹ vẫn còn đi làm. Vẫn còn đi làm đó. Mẹ đi làm tầm đi kiếm quá. Từ sáng có khi là tới tối luôn. Là từ mấy giờ? Tầm từ 8 giờ. 8 giờ sáng là mẹ đi. Rồi tới tối mẹ mới về. Như vậy rồi cơm đâu con có với em con có ăn? Dạ sáng thì mẹ nấu sẵn. Sáng là mẹ nấu sẵn rồi mẹ mới đi. Dạ. Rồi rồi chiều? Chiều thì ăn lại cơm và sáng luôn. Rồi rồi đồ thì con giặt hay là mẹ giặt? Dạ mẹ giặt. Như vậy là những lời chú nói là đúng hết à? Trước giờ sao chú hỏi thăm nè, sao con cũng đã giống như là trưởng thành rồi mà sao con không để ý mẹ vậy chứ nhỉ? Con vẫn có, tại vì thấy mẹ đi cũng lâu mà nó cũng hỏi mẹ cũng mới nói. Ý chú là sao hai anh em cũng giống như là khôn lớn rồi, sao không biết là giặt đồ tiếp mẹ nè, lau nhà tiếp mẹ nè, chỉ biết giống như là gánh vác tiếp mẹ một phần nào đó, sao sao hai anh em dở quá vậy? Không biết làm gì trơn. Mà cũng không biết mà làm cũng không nhiều. Sao chị không tập dần đi chị, cho cháu nó ghen chị. Nhà hôm nay nó làm, thấy chị bệnh rồi nó làm. Nó lao rồi nó biết, giặt đồ thì sao. Cô không giặt đồ, mới giặt mà thao nước rồi thao điện quá rồi giờ giặt làm sao. Cho nó đổ. Nói chung là ngày hôm nay á, thì chú cũng hy vọng rằng hai anh em con nó biết được cái câu chuyện về mẹ của mình rồi. Ha. Thì kể từ bây giờ đó, mình cố gắng mình giúp được mẹ gì thì giúp nha con ha. Tại vì đó, một người mà trong cơ thể giống như là không được khỏe con thì còn phải đi làm việc nữa, nói chung là mệt lắm nha. Con gái sau này con sẽ giúp được mẹ gì hứa với chú coi. Con giúp được gì nè, bây giờ con trước đi rồi tới anh. Dạ cậu vẫn được nè. Rồi gì nữa? Chú nghĩ là con là nữ thì không giặt đồ đi. Được không? Được rồi. Còn anh làm gì đây? Con mình nấu cơm. Rồi gửi chén quét nhà rồi. Nấu cơm với gửi chén quét nhà. Vậy cũng được đi. Như vậy là hai anh em thấy từ bây giờ là chia ra nha. Tại vì nếu mà bây giờ nếu mà con cầm cái sổ của mẹ á thì con đọc đi, hai anh em tự đọc đi rồi sẽ biết được là mẹ như thế nào trong người nha. Cố gắng giúp mẹ nha con, tại vì mẹ đã giống như là không còn chỗ dựa của cha rồi, là mẹ giống như là đã một lần như vậy rồi, bây giờ là mẹ rất là cần có con với em là an ủi để mẹ vượt qua cái khó khăn. Rồi bây giờ mẹ của con á còn trong người như vậy nữa, cho nên là rất cần có giống như là một cái gì đó để vượt qua được trong lúc này nha. Cố gắng lên nha con nha. Ngoài ra hai anh em cùng phải cố gắng học tập để giỏi, học thật là giỏi để sau này mình làm việc mình kiếm thật là nhiều tiền để mình lo cho mẹ, bù đắp lại những cái ngày tháng mà mẹ đã giống như là khó khăn nha. Cố lên không, cố gì chú không?
Chị ơi, thì ngày hôm nay á mấy em ghé thăm gia đình nha, thì em cũng có phần riêng gửi cho của quý mạnh thường quân á, gửi đến chị nha. Đây, ở đây có chú Trương Văn Mười nha. Chú Trương Văn Mười sẽ gửi cho chị là 500.000 rồi, để chị có thể mua gạo. Nãy em nghe nói hết gạo hả? Còn mấy lon Còn mấy lon nha. Và chú Trương Văn Mười là quý mạnh thường quân, là chú Trương Văn Mười sẽ gửi cho chị là 500.000. Chị có lời gì muốn gửi tới chú Trương Văn Mười không? làm biết đỡ cho em Dạ, Nguyên, dạ. Hy vọng rằng quý vị khán giả quan nghỉ, vì do ở đây gần một cái xưởng Nguyên nhá, cho nên là tiếng tiếng ồn nó hơi nhiều, thì hy vọng rằng quý vị khán giả quan nghỉ cho Ngôn. Vậy rồi thì ngày hôm nay á, mấy em Ngôn xin phép được thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến chú quý mạnh thường quân là chú Trương Văn Mười, đã hỗ trợ cho gia đình trong ngày hôm nay là 500.000 để có thể mua gạo, cũng như là mua một mua đồ dùng trong nhà, và một lần nữa cho Ngôn thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Vậy rồi, còn bây giờ thì mấy em Ngôn xin phép được kết thúc video, và nguyện cầu chúc cho quý khán giả cùng với mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc mỗi ngày. Con xin chào và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo.